Đây Khánh giúp lên buộc trên kia ấy. Buộc chỗ cột điện đấy. Tí buộc thêm một dây vào đi nhờ. Xin chào tất cả các bác nhá. Đấy, hôm nay được lấy một con trâu về để mai tân gia nhà mới các bác. Con này béo đấy nhờ Khánh nhỉ. Buộc ở cái chòi kia cũng được. Cho nó dâm. Buộc gần một tí nhá. Đừng dây ra. Hay buộc bên kia đi Khánh ơi. Bên kia đi. Mấy con điện kia đi. Cho chắc đi. Hả? Tí đúng này nó còn lấy luôn. Nắng lắm. Nhà. Trời dâm mà lo gì. Cứ buộc đấy đi. Nếu mà nó nắng thì là chuyển vào đây giúp tôi nhá. Đằng nào ông cũng ở đây mà đúng không? Ngồi đây lâu đi. Mai là thịt ở đây luôn. Thịt ở đây xong là xuống làm ở dưới suối này luôn. Thì chở thịt về thôi. Mai thì thực ra thì ước cũng mời anh em YouTube ở Hà Giang các bác. Đấy, mời hết anh em YouTube bạn bè đến chơi thôi. Một giây được không? Trâu này ước mua ở chỗ làng của Khánh ra các bạn. Con này cũng hiền thôi nhỉ. Nếu con khác về vùng khác là nó sợ luôn. Buộc ngắn rồi Khánh ạ. Dài quá thì nó mắc vào chân. Trâu này nó quen rồi, trong kia nó mắc chân rồi. Ừ, nó buộc quen rồi. Thôi được. Thì ông cứ để ý cho tôi nhá. Nếu mà nó nắng quá thì buộc ở đây. Nó mát hơn. Bây giờ tôi đi xuống nhà xem là họ căng phung bạt đó. Hôm nay ước công tác chuẩn bị trước các bạn. Ước mời khách tối ngày mai, chủ nhật. Anh nghỉ ở đây chăn trâu giúp em nhá, một ngày nhá. Mai là dùng bé đâu, không phải chăn đâu. Ăn ít thì mà làm nó dễ. Mai để ước nhờ anh em đến giúp làm bếp các bạn. Em tí em chuyển khoản cho anh nhá. Anh có tiền mặt không? Hả? Có tiền mặt không? Em chuyển khoản cho anh ơi. Đấy, hôm nay buổi sáng là ước ở nhà dọn dẹp các bạn. Dọn dẹp cái bàn ghế phông dạp này. Ở trên nhà sợ chật quá nên là phải thuê thêm một mấy gian phông bạt ở bên này. Sáng mai sẽ tiến hành nhá các bác nhá. Tí nữa mấy chị em giúp dọn gọn cái bát này vào một chỗ nhá. Để sáng mai còn rửa lại đấy. Bởi vì bát này bụi lắm. Rửa sạch hết xong úp lại. Xong ghế thì cho gọn vào một nơi đi. Đây, bên này thì ước để mấy cái bàn để nấu bếp ở đây. Đấy. Bếp sẽ nấu ở gian này. Và ngoài bên kia có cả bếp củi các bác. Để nướng thịt nhá. Đấy. Mai nướng thịt đồ sôi là khu vực này. Hôm nay chuẩn bị trước. Đây cái này là lá ăn, lá để làm đồ sôi đây các bác ơi. Đây là lá tím nhá. Đây là lá tím, còn bên kia là lá màu
đỏ các bác. Tối nay sẽ ngâm gạo trước từ đêm nay. Tối nay thì tối ngày mai thì tôi sẽ tiếp mấy anh em ở bên YouTube Hà Giang nhá. Đấy. Còn hôm ngày kia thì sẽ là anh em trong làng các bác. Bởi vì là sợ đông quá nên là phải chia ra. Đấy. Mời một lượt khách trước và một lượt khách là hôm sau. Ước vừa đi bắt lợn về các bạn, hai con. Buộc này đến ngày mai là ok nhỉ? Buộc này thoải mái chứ mà. Lồng này rộng mà nhỉ? Mày nạc không? Lợn này là làm cố là ngon rồi. Đây này. Tầm này là ngon đúng không? Nếu to quá thì nó cũng. Đúng rồi, tầm này là vừa. To quá là nó nhiều ấy đấy, nhiều mỡ. Vào nhà ngồi uống nước ra. Rửa tay ở bên này này, Diễn này. Tối nay thì ước sẽ làm một mâm cơm nha các bác. Tối nay thì anh Thắng, anh Sang, anh Thắng với đội anh Sự với bạn Xuân Hiếu đàn tính các bạn, với cả một bạn nữa ở bên Cao Bằng sang. Đấy, bây giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi. Nên ước là một mâm cơm, bởi vì là mấy hôm nữa là anh, ngày mai là anh Thắng lại có lịch đi Hà Nội, đi xuyên Việt rồi. Vì anh có lịch hẹn các bác ở dưới Hà Nội rồi, nên là tối nay anh sang. Chúc mừng. Anh ngồi đây làm chén nước chè đã. Hút thuốc lá không? Không có, không hút được. Dạ. Nó chảy như là vừa pha hay sao ấy. Cuốn đông ấy, chị làm luôn đó. Mai bao tiền chuyển sau nhá. Ok. Nhà là tối xem mà bao tiền. Để tối là khách tin rồi nhá. Cuốn nước đi. Cả như hôm nay cũng chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi. Nồi niêu, xong chảo, bát đũa đủ hết rồi. Mai làm bao nhiêu mâm đấy? Tối mai là nguyên bạn bè là khoảng 13 mâm thôi mà. 13 mâm. Với anh em làm bếp nữa, nói chung là hơn 20 mâm thôi. Còn ngày kia là lại mời anh em ở trong thôn. Anh em trong thôn ấy. Anh em trong thôn là cũng phải tầm hơn nhá, mấy chục mâm nữa. Khoảng 30 mâm. 30 mâm. Hơn 30 mâm cả anh em giúp làm bếp nữa. Nói chung cũng ít rồi mà. Tổng cộng là vào tầm khoảng 60 mâm nữa nhỉ. Hơn 50 mâm, 60 mâm nữa. Đấy, chắc khoảng tầm đấy. Thực ra ở trong làng thì đôi khi là không biết ước chừng lượng khách đâu. Đấy, có nhà người ta có đến. Nhà anh em thì phải đến 2-3 người. Có nhà đến cả nhà cơ. Đấy. Trẻ con thì nói chung là không áng được như này. Chỗ người Tày thì đôi khi cứ làm ra, làm thừa ra thôi các bạn. Thừa ra vài mâm không sao đâu. Đấy. Như nhà tớ là ngày mai ngày kia là cả nhà đến là 4-5 người rồi. Đấy, là đến đi một mâm rồi. Chồng, một mâm rồi đấy. Ở trong làng thì hầu như là nhà nào lên nhà mới thì cũng mổ trâu rồi các bác. Đấy. Như kiểu là theo cái nếp rồi. Nhà nào ít khách thì mổ trâu bé, còn nhiều thì mổ trâu to. Nhà nào không có trâu mổ thì cũng phải đi mua. Tôi về nhá.
Ok. Chiều mai thì sao? Mai lên nhá. Mai hai vợ chồng lên nhá, lên chơi nhá. Đây, nếu mà không vội thì lên giúp làm bếp luôn nhá. Chiều mai đó, chiều mai xong là đến ngày kia thì cả vợ con lên. Ok. Là coi như là đi một mâm đấy. Cả nhà lên. Rồi tới đi về nhá. Ok nhá, cảm ơn nhá. Không có gì đâu. Đấy, bây giờ Ước chuẩn bị cơm nước một mâm này các bạn. Ngày nay Ước khác tự làm thôi. Hôm nay là anh em chưa có ai đến giúp đâu. Thôi chắc giờ Ước xin kết thúc video nhá. Hôm nay là một cái video ngắn chia sẻ công tác chuẩn bị thôi các bạn.